Cho con. Làm cái gì? Con này. Tía. Làm cái gì? Tía. Ông lượt tiền của tôi. Làm cái gì? Tía. Tụi thấy còn có duyên. Càng ngày thấy vô duyên rồi đó. Đúng không bà? Nhẹ nhẹ tay thôi. Bữa nay cái lưng của cô đau lắm. Đau. Chí thức phải không? Hôm nay tôi sẽ cho bà biết thế nào là chí thức nha. Chí thức phải không? Chí thức phải không? Chí thức phải không? Đi mày. Bài đặt chí thức. Quá. Già quá rồi. Lên sân khấu làm gì? Đúng không? Gà cho nó già đi quá. Xuống đi bà già ơi. Mới gì có chút xíu là bò. Lên nổi rồi. Dở quá. Bà này á, hồi xưa nổi tiếng ở đầu Hương Thu lắm đó. Sao bây giờ xuống dữ vậy? Hôm qua phát lộn tiền nha cô. Không sao, lộn thì tính lại đi cậu. Nhưng mà lộn làm sao vậy cậu? Mấy anh hài trẻ đang khách như tròn như lại cao thì giá 250. Cô thì lớn tuổi rồi, giá 150. Hôm qua đưa cô 250, hôm nay 50.000 nữa là đủ hả cô? Cô ký giùm con. Chào cậu, tôi về. Sao vậy? Sao vậy em?
Chị ơi, em muốn có tiền, em muốn có tiền để lo bệnh cho anh Tộc Phương. Em muốn đi hát, em nhớ nghề, em nhớ sân khấu lắm chị. Nhưng em biết rồi, em biết sân khấu không còn là chỗ dung thân cho những cô đào hát già như em nữa chị ơi. Chị hiểu rồi. Nín đi em, đừng khóc nữa. Chị hiểu mà. Chị ơi, chị không cần khuyên em nữa. Em hứa với chị, bắt đầu từ hôm nay em sẽ bỏ nghề. Em bỏ nghề chị ơi. Nín đi em. Thôi nín đi em. Nín đi em. Nín đi. Mình đi vô trong đình đi em. Đi, đi em, đừng khóc nữa. Cảm ơn con. Còn tiền thì con cất đi để dành xài nha. Con có phần của con rồi, phần này là con để dành cho cậu. Phi, con biết nghĩ tới cậu là con vui lắm rồi. Thôi được rồi, coi như là cậu nhận tấm lòng của con. Còn tiền thì con cất đi, chừng nào có dư đưa gì dì Trang con. Cậu cứ giữ đi cậu, con có tiền rồi. Với lại á, dì Trang cũng dặn con là phải quan tâm chăm sóc cho cậu. Con mà không hoàn thành nhiệm vụ hả, là khó về nhà lắm á. Con nghe dì Trang con nhắc gì tới cậu không? Ngoài mặt á thì không, nhưng mà trong lòng thì có. Cậu, cậu nhớ dì Trang như vậy, sao không về nhà làm quà với dì Trang đi? Sao mày biết tao nhớ bà? Thôi mà, ở đây chỉ có cậu với con không à. Cậu còn dối lòng nói vậy để làm gì? Cậu, mau mau về nhà làm quà dì Trang đi. Tụi con sẽ tìm cách giúp cho cậu. Mà dì Trang con giận lắm, cậu không biết phải làm sao bây giờ. Cậu cứ hỏi cứ gì là xong chuyện chứ gì. Cậu biết tính dì Trang con mà. Bà giận như vậy á, hỏi cưới với bà không có chịu đâu. Thôi được rồi, đi từ từ cậu tính nha. À Phấn, quét sân khấu đi, ngồi đó xếp máy bay hoài. Trời ơi, chú Tấn kêu quét sân khấu mà bà ngồi đó bà xả rác hoài. Bay 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 bay. Quét sân khấu giùm tôi cái đi, bay 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 hoài. Nè nè nè, bay 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 ơ, bay ơ, bay 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 bay. Hả? Quét đi. Dạ rồi. Chỗ này cho Phấn. Trả cho nó đi. Dạ dạ. À Phấn giận rồi kìa. À Phấn, nó nghe nè. À Phấn, à Phấn giỏi, à Phấn giỏi. Nè nè nè. Nè à Phấn, quét sân khấu đi rồi chút em xếp cho à Phấn chiếc máy bay khác. Nè thấy chiếc máy bay này không? Nhỏ xíu rồi xấu nữa. Chút nữa em xếp cho à Phấn chiếc máy bay khác ha. Bự, đẹp. Hả? Không có đẹp. Bự. Chịu ha. Rồi quét đi rồi chút xếp. Bữa nay á là chú Tòng Phương xuất viện đó nha. Tòng Phương nào?
chú Tòng Phương ở đó hát chung với bà đó. Tòng Phước. Chú Tòng Phương hồi đó hát chung với bà đó. Nhớ không? Tòng Phương. Ừ. Tòng Phương yêu Hoàng Lệ Quân lắm đó. Biết không? Bà khùng hay gì vậy? Thiệt mà. Chỉ có một mình A Phấn biết thôi. Tòng Phương yêu Hoàng Lệ Quân mà không có dám nói. Nè nè nè. Không được nói. Nghe rồi bỏ. Không được kể với ai nghe. Ủa, Hoàng Phi. Dạ, con chào dì. Bữa nay con tới thăm cậu A hả? Dạ. Chào chị Hoa. Con. Anh. Dạ. Anh rảnh chưa? Làm ba cái lạc vặt này biết chừng nào mới rảnh chị. Nhưng mà muốn rảnh rảnh à. Có chuyện gì không chị? Bữa nay tôi qua bệnh viện thăm anh Tòng Phương. Anh đi với tôi nghe. Dạ. Cho An Phấn đi nữa. An Phấn muốn vô thăm Tòng Phương. Ừ. Tùy chị. Ra đây. Anh nói này nghe nè. Thôi chuẩn bị đi. Ông Tòng Phương yêu mẹ của anh. Em có biết chuyện này không? Có, mẹ có kể. Nhưng tình yêu trong sáng đâu có gì đâu. Nhưng ông Tòng Phương lớn tuổi như vậy, làm sao họ có thể yêu nhau được? Ông Tòng Phương là kép chánh trong đoàn, là người đầu tiên dẫn dắt dì Lệ Quân lúc dì mới bước chân lên sân khấu. Hai người tuy là cặp đào kép chánh, nhưng mối quan hệ thì gần như là thầy trò. Ý thức được điều này, cho nên ông cứ giữ kín trong lòng, không dám bày tỏ cho dì Lệ Quân biết, sợ là sẽ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người. Vậy mà anh cứ tưởng ông Tòng Phương yêu bà Kiều Ly, chứ đâu có ngờ chuyện lại như vậy. Bà Kiều Ly yêu ông Tòng Phương, nhưng mà bà mặc cảm. Vì mình chỉ là một cô đào chuyên trị những giai hài, cho nên bà không dám nói ra. Cho đến khi ba của anh về đoàn rồi cưới mẹ của anh, lúc đó bà mới bừng lên hy vọng và quyết định chờ đợi cho đến bây giờ. Đúng là đối với người nghệ sĩ thì cuộc đời và sân khấu không thể nào tách rời nhau được. Cả chuyện tình yêu cũng vậy. Họ không thể nào phân biệt được đâu là tình cảm trên sân khấu và đâu là tình cảm ngoài đời thường nữa. Thưa dì, con mới về. Ừ. Ủa, dì định đi đâu vậy? Dì qua bên bà Hai thăm ông Tòng Phương. Để con chở dì đi. Dì chờ con chút nha. Nè, dì có để cháo cho con. Trời, chưa kịp nói là nó đã đi rồi. Ủa con? Dạ. Con có mang theo mấy cuốn băng đĩa cải lương, để khi nào ông buồn thì nghe cho vui. Con à, ông đang bệnh như vậy mà con mở nhạc sùm làm sao ông nghĩ được. Dạ. Ông cảm ơn con. Ở nhà đi vắng hết rồi, có tiếng hát ở trong nhà cũng vui. Chán nghe cái giọng của tôi lắm rồi phải không? Nên kêu Hoàng Phi á, nó đem băng cải lương qua nghe cho đỡ buồn chứ gì. Tôi có nói vậy đâu. Giọng của chị như chim hót, ai dám chê. Có chê cũng nghe suốt ngày thôi hà. Nè, anh uống thuốc đi. Tôi sợ nhất là cái câu này đó. Về già mà ở trong nhà có một đứa trẻ như Hoàng Phi chạy tới chạy lui là vui lắm đó. Ừ. Dì ơi, dì nói vậy á thì thôi con để cho nó ở với dì một ngày thôi nghe. Dì chạy luôn, nó phá dữ lắm. Dì. Ừ. Bà Hai định nhận con làm học trò, mà dì nói như vậy á thì làm sao bà dám nhận con? Trang Nam Mai, nhắm mà nó quậy quá thì giao qua đây cho tụi chị, để chị trị nó. Chồng kinh kỹ ghê ha.
Trang năm ai nó nuôi Hoàng Phi tới lớn, biết đi làm kiếm tiền, rồi bây giờ muốn nhận về nuôi, tính ngồi không hưởng lợi phải không? Ủa, Phi chào gì? À, Phấn. Chào em. Chào con. Em chào anh Tòng Phương. Ủa, em đi đâu đây? Em đi thăm anh Tòng Phương. Kìa, có con gái chị qua với anh Hoàng Tấn tới nữa kìa. Dạ con chào ông. Dạ. Ủa? Xin chào mọi người. Con chào Kim qua đâu? Mẹ con đâu con? Dạ mẹ con ghé chợ mua ít trái cây rồi sẽ đến à, sau. Vậy à. Chị Phấn á, nghe nói đi thăm ông là đòi đi theo liền á. Đi dọc đường thấy bông vàng thọ nằng nặc rồi mua cho bằng được để tặng anh Phương đó. Thế đẹp không? Đây nè, Tòng Phương là đây nè. Thấy chưa? Anh Tòng Phương hả? Ừ. À, sao? Sao anh xấu quá vậy? Ừ. Dạ phải xấu chứ sao? Tặng quà cho anh nè. Chúc bệ hạ sống lâu trăm tuổi. Anh cảm ơn Hồng Phấn. Hồng Phấn là ai vậy? Hồng Phấn là A Phấn đó. Ngồi xuống đàng hoàng đi. Ủa rồi bác sĩ có nói bệnh anh ra sao anh Phương? Bác sĩ cho về nhà dưỡng sức mấy ngày, rồi sau đó trở lại bệnh viện để đặt máy trợ tim. Dạ. Nè, của tôi đó. Trang, em khỏe không? Đừng có hỏi là tôi khỏe, mà hỏi là tôi mệt á. Thôi khỏe đi, tôi không hỏi nữa đâu. Vậy cũng để còn rót trà cho mọi người uống. Em phụ với anh nha. Ừ. Để A Phấn làm cho. A Phấn cũng biết rót trà mà. Dạ thôi, A Phấn qua bên kia chơi đi. Nước sôi làm phỏng A Phấn á. Ừ. Ừ. À, à, cái máy đẹp quá. Cho Phấn mượn nghe. Dạ. Đứng Hùng đâu? Hùng đâu? Giọng của Hoàng Lễ Quân rồi. Sao vậy? Sao đem mấy cái băng này tới đây vậy? Con tưởng ông thích nghe lại giọng của ông và mẹ con, cho nên con mới mang qua đây. Đừng để tôi nghe giọng Hoàng Lễ Quân.
Nguyệt ơi, bấy lâu nay anh đau xót tim gan, em có thương anh thì hãy rộng lòng tha thứ. Vì số nợ của cha già nên anh đánh đổi bằng cuộc hôn nhân. Vai của tôi rồi, tôi phải ra diễn, tôi phải ra diễn cái vai của tôi. Tôi ra. Mình ơi, mình, em về rồi nè. Mình ơi, mình biết ba má kêu em qua có làm chi không? Chi gì em? Má sai em đi mua một ít đồ lặt vặt, còn ba thì ba bảo vợ chồng mình. Ủa, người đàn bà này là ai vậy mình? Anh nghe có tiếng con nít khóc, anh vừa ra đến thì em vừa về đó. Chị kia, chị ở đâu mà đến đây? Chị quen biết với ai trong nhà này? Vì cớ gì mà chị ôm mặt khóc vậy? Kể đầu đuôi muốn xin tiền xin bạc, hay khổ đau cảnh mới chết chồng? Con nhỏ tuổi phận má hồng, chị nói đi tôi sẵn lòng giúp cho. Kìa chị, có chuyện gì chị khóc dữ vậy? Ở đây vợ chồng tôi nhân đức lắm, có chuyện gì á thì chị cứ nói đi, vợ chồng tôi sẽ giúp cho chị. Nói đi chị. Ê, có chừng té. Trời ơi, mình ơi, mình đi đâu vậy? Ngồi xuống đây giùm em đi. Coi chừng té bẻ đầu thằng nhỏ bây giờ. Chuyện đàn bà để đó em lo cho. Nè chị, có chuyện gì á thì chị cứ nói đi chị. Chị đưa đứa nhỏ cho tôi coi. Ý mình ơi, trời ơi, đứa nhỏ nó dễ thương lắm á mình. À, hay là để em xin về vợ chồng mình nuôi luôn, mình chịu không? Được à em, được đó. Nhưng còn mẹ của nó thì sao hả em? Thì mình mướn nuôi vú luôn. Được luôn. Tiện đó em, tiện đó. Nhưng mà thôi, để em tính cho. Chị, vợ chồng tôi bằng lòng nhận nuôi đứa trẻ này làm con, nhưng tôi muốn từ đây về sau á, chị đừng bao giờ lui tới đây nữa. Tôi muốn nó chỉ biết một mình tôi là mẹ thôi, chị bằng lòng không?
Vâng, tôi bằng lòng. Chị không thương con chị sao? Cõi tình mẫu tử là tình thiêng liêng cao cả muôn đời. Dù qua mấy khúc sông, dù gặp cảnh bão giông, thiếp vẫn mong vẫn đợi chàng. Bầu qua đò tách bến sang ngàn, bỏ con thuyền theo sóng nước mênh mang. Tô Ánh Nguyệt đã giao con lại cho tôi, còn Hoàng Lệ Quân chết đi, bỏ lại Hoàng Phi coi cút. Tôi đã làm gì vậy? Chính tôi. Tôi đã giết chết Hoàng Lệ Quân. Chính tôi mới là thủ phạm. Tôi đã giết chết Hoàng Lệ Quân. A Phấn, tôi không phải là A Phấn. Trang ơi, tôi là Hồng Phấn, chứ tôi không phải là A Phấn. Tôi đi giết chết chị Lệ Quân. A Phấn, không phải. A Phấn, không phải như vậy đâu. Không đúng đâu. Chị nói cái gì vậy? Có lẽ vì A Phấn xúc động quá, vì mới khỏi bệnh cho nên mới nói như vậy thôi. Chị Kim Hoa, em đã nhớ hết mọi chuyện. Em nói là sự thật đó chị ơi. A Phấn, chị có biết tôi là ai không? Hoàng Tấn, anh cũng già đi nhiều. Hồng Phấn đã tỉnh lại thật rồi. Con biết dì là ai không? Dì Hai Bạch Trà, nữ hoàng sầu mộng danh tiếng một thời. A Phấn tỉnh rồi. Còn đây là chị Út Trâm, một cô đào có giọng ca ngọt liệm như chè đậu xanh. Anh Sáu Diệp, chị Kiều Ly, anh Tòng Phương, mọi người cũng già đi nhiều rồi. Trời Phật, em tỉnh thiệt rồi. A Phấn, chị cũng già đi nhiều quá. 20 mấy năm rồi còn gì. 20 mấy năm rồi sao? Vậy mà em cứ tưởng như mới hôm qua. Tạ ơn trời Phật, tạ ơn trời Phật. A Phấn, chị không bao giờ dám mơ là sẽ có ngày này. Hồng Phấn, cô đã tỉnh táo như vậy, cô hãy giải thích cho tôi biết tại sao cô nói cô giết Hoàng Lễ Quân. Hồng Phấn nó mới tỉnh lại, nó không biết mình nói cái gì đâu.
Em biết mình đang nói gì. Em, chính em là hung thủ đã giết chết chị Hoàng Lệ Quân. Chuyện hơn 20 năm mà em cứ tưởng chừng như mới hôm qua. Chị, em nói thiệt cái này ha. Hồi đó đến bây giờ chưa bao giờ em được nhìn thấy một cô dâu nào mà đẹp ơi là đẹp, mà xinh xắn mà dễ thương như chị á. Nhỏ này, ai làm cô dâu thì cũng sẽ đẹp, cũng lộng lẫy thôi. Bởi vì không có một son phấn nào có thể làm hồng môi đẹp mắt bằng hạnh phúc. Và chính cô dâu là cái người mới cảm nhận được mình là người hạnh phúc nhất trên đời này. Nếu như mai mốt mà em cũng làm cô dâu á, em cũng xinh đẹp vậy ha. Chắc chắn sau này em và Hồng Phấn mà có làm cô dâu á, chị nghĩ sẽ lộng lẫy hơn chị bây giờ nữa. Ủa sao vậy? Có chuyện gì mà em khóc vậy hả? Chuyện gì vậy? Em mừng cho chị hai. Mừng cho chị sao không? Từ xưa đến giờ chị em mình sống lúc nào cũng bên nhau hết. Giờ chị có chồng, em sợ chị không quan tâm tới em nữa. Em khờ quá à. Dù chị có chồng hay chị có gia đình, chị cũng phải quan tâm. Chị không có bỏ bê em đâu. Em làm cái gì mà khóc dữ vậy? Chị hứa nghe chị hai. Ừ, chị hứa, chị sẽ quản thúc cậu dài dài. Lúc đó là đừng có nói là tôi phiền phức á. Mặc kệ, phiền càng nhiều càng tốt. Vậy nha. Dạ. Tôi hả, quản thúc cậu tới lúc cậu có vợ luôn đó. Cho cậu biết ai tôi. Dạ. Nín đi, nó ngọn nước đứng nước cười từ bây giờ đi kìa. Ai cười đâu. Lệ Quân, Lệ Quân. Đứng lại, đứng lại. Anh muốn gặp cô dâu một chút. Không có được quyền gặp cô dâu khi mà chưa rước dâu, hiểu chưa? Sao kỳ vậy? Anh muốn đem hoa này tới hỏi Quân coi đây có phải là hoa cưới không? Không. Trời ơi, cô dâu không có được quyền gặp chú rể khi mà chưa rước dâu. Không có ai mà trao cái bông cưới này hai lần. Bây giờ đi về rồi trao cái bông cưới này cùng chung với lễ vật. Thôi anh đi về đi, nó khó lắm với lại nó tin dị đoan lắm. Chút qua ha. Thôi vậy nghe, chút xíu anh qua. Vậy đi. Ủa cậu Tấn, anh cưới vợ khóc gì vậy? Trời ơi, đẹp quá, đẹp quá. Chị đẹp không? Chị hai đẹp. Anh Tuấn Hùng, có chuyện gì vậy em? Anh vẫn quyết định cưới Hoàng Lệ Quân. Đúng vậy. Vậy là không còn hy vọng nào cho em phải không? Cũng chỉ là một câu xin lỗi thôi. Bởi vì tình cảm của anh dành cho Lệ Quân, cho nên anh không thể đến với em được. Cả tài và sắc, em đều không thua kém Lệ Quân. Anh hy vọng sau này em sẽ kiếm một người chồng rất tốt, tốt hơn anh rất nhiều. Anh hy vọng là vậy. Thôi, tới giờ rước dâu rồi, anh đi nha. Thank you.
Tại sao mà em từ chối tình yêu của những người đàn ông khác? Như vậy chị liên quan như thế nào với cái chết của chị hai tôi? Chuyện bắt đầu từ lúc chị Hoàng Lễ Quân mang thai Hoàng Phi. Xin Thái hậu hãy dựng tinh nơi hạ thần. Thần quyết dẹp quân tống ngoài biên cương, ngăn chặn âm mưu đen tối nơi triều nội. Khi có lệnh dời, thần sẽ trở về ngay. Tôi khắc ghi lòng dạ của tướng quân, mong người vượt qua cơn sóng gió. Ôi 10 năm sau, Âu Dương mới đổ sức thay vua cha lo nghiệp cả. Còn giờ đấy, xin tướng quân hãy để cho tôi thay mặt tiên dương, thay mặt Âu Chúa, thay mặt đất nước này để bái tạ tướng quân. Thái hậu, xin Thái hậu đừng làm như thế mà thần thêm đắc tội. Thái hậu nên để tâm mà giữ vững triều đình. Xin ngoài kia thủ lo ngăn chống, bao khó khăn nơi đây mình tôi nguyện dẹp gió giông. Thề nguyện cùng ba quân liều thân ta giữ yên sơn hà, và thề cùng muôn dân vì giang sơn ta chẳng lo riêng mình. Lễ Quân à, thầy muốn con diễn cái đoạn này á, nó phải dứt khoát và mạnh mẽ. Dạ con biết rồi, cảm ơn thầy. Nghe đoạn sau hả thầy? Đúng rồi, diễn lại đi. Dạ thầy cũng muốn. Con bị cái gì vậy? Lễ Quân, Lễ Quân bị cái gì em vậy? Sao không? Đau. Lễ Quân đau quá. Anh đưa em đi bác sĩ nghe. Đưa vợ mày đi bác sĩ đi, coi dạ. Chừng nó bị động thai đó. Dạ dạ. Con Trang đâu? Con Trang. Dạ. Chắc không sao. Trang. Thầy ơi. Dạ dạ. Chắc con nghỉ chút rồi con làm lại thầy. Không à. Nghỉ được đâu. Con không có dễ ngươi được. Đi em, đi em. Con vô lấy đồ. Đưa vợ chồng nó đi bệnh viện liền. Trời ơi. Dạ dạ. Nhanh đi. Dạ. Đi em, đi em. Đi. Đưa con Lễ Quân đi liền đi. Đi em. Đi đi con. Đi đi con. Ráng lên con. Ráng lên em. Ráng lên đi con, ráng lên. Ráng lên Lễ Quân, Lễ Quân, ráng lên. Ráng lên, ráng lên. Ráng lên em, ráng lên. Ráng lên, ráng lên em.
Hoàng Lệ Quân mang thai nên không đủ sức khỏe để lên sân khấu. Kể từ hôm nay, Hồng Phấn và Kim Hoa sẽ đảm nhận những vai chính của đoàn. Con sẽ cố gắng. Con không để phụ lòng bác và thầy. Kim Hoa thì chuyên về thủ vai đào võ. Tất cả những vai đào thương sẽ giao hết lại cho con. Cố gắng lên nghe chưa? Cơ hội của một cô đào đó. Con sẽ cố gắng hoàn thành một cô đào chánh để cho thầy và bác và tất cả mọi người khỏi phải thất vọng về con. Được vậy thì tốt. Cố lên.